Tại tỉnh Hà Nam, với tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, các đơn vị tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia lễ hội Xuân Hồng, góp phần đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trước, trong và sau Tết Tân Sửu, bảo đảm các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Lễ hội Xuân Hồng năm 2021 được tỉnh Hà Nam tổ chức thành hai đợt, trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Trong đó, đợt 1 toàn tỉnh đã có hơn 5.000 tình nguyện viên của 9 đơn vị địa phương đăng ký tham gia, hiến tặng được hơn 2.700 đơn vị máu. Thì là một cái nhân viên ngành y tế thì chúng tôi cũng đã gặp những cái trường hợp bệnh nhân mà đến với bệnh viện trong những cái lúc của kho máu rất thiếu. Cho nên là tổ chức những cái ngày lễ hội này là tham gia là rất có ý nghĩa, bởi vì là làm một cái kho máu để dự trữ, có thể là cung cấp khi mà bệnh nhân người ta cần thiết. Hiến máu là một cái nghĩa cử cao đẹp, tuy nhiên là lần sau thì cũng sẽ tham gia hiến máu và vận động mọi người cùng tham gia hiến máu. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, tại các điểm tổ chức hiến máu tình nguyện, công tác phòng chống dịch được triển khai nghiêm túc. Tình nguyện viên đến đăng ký hiến máu đều thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, khai đầy đủ những thông tin liên quan đến dấu hiệu triệu chứng bệnh viêm đường hô hấp cấp. Lễ hội Xuân Hồng hàng năm của tỉnh Hà Nam thì đã trở thành truyền thống, là một trong những cái đợt hiến máu lớn và quan trọng nhất, và với cái số lượng cũng cần nhiều vào đúng cái thời điểm mà rất cần máu. Năm nay đối với tình hình đại dịch COVID-19 như thế này thì lễ hội Xuân Hồng cũng đặt ra những cái yêu cầu thực hiện theo tinh thần giãn cách để đảm bảo an toàn cho người tổ chức hiến máu cũng như là các cái tình nguyện viên đến tham gia hiến máu. Sau Tết Nguyên đán, 10 đơn vị cơ quan ban ngành trường học trong tỉnh sẽ hưởng ứng lễ hội Xuân Hồng đợt 2. Toàn tỉnh Hà Nam phấn đấu đạt hơn 4.000 đơn vị máu trong lễ hội Xuân Hồng năm 2021.